Mến chào đến các anh chị. Sáng nay thì em sẽ dẫn các anh chị tham quan một cái dự án sắp ra mắt tại thị trường quận 2 trong cuối năm 2019 này. Đó chính là dự án Sài Gòn Sport City. Nằm ngay trên đường song hành cao tốc An Phú quận 2. Từ đường Mai Chí Thọ thì mình đi vào khoảng 200m là đến dự án. Cách sân golf Rạch Chiếc khoảng 900m. Và Sài Gòn Sport City là một trong những cái dự án lớn nhất của Capitaland tại Việt Nam. Dự án có quy mô là 64 hectare và được chia thành hai phân khu chính. Phân khu 1 là 26 hectare. Đây là một cái khu thể thao, trung tâm huấn luyện thể thao như là sân bóng, sân tennis và hồ bơi, và tất cả đều đạt về cái tiêu chuẩn Olympic. Trường học, khu mua sắm, công viên, và nơi này dành để huấn luyện, đào tạo các vận động viên phục vụ cho các đại hội thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế. Còn phân khu 2 còn lại sẽ được quy hoạch làm 4.300 căn hộ, trung tâm hội nghị, y tế, văn hóa, quảng trường và một cái khu mà đầy đủ những cái micro hoạt động giải trí, ăn uống, thể thao và mua của mỗi gia đình. Và Sài Gòn Sport City là một cái dự án khu đô thị thông minh được chủ đầu tư Capitaland hợp tác với Microsoft để mà phát triển các ứng dụng công nghệ hiện đại trong dự án này. Thì thiết kế Biophilic sẽ được áp dụng trong phát triển dự án như ánh sáng tự nhiên và thông gió, cây xanh và những cái tính năng nước đẹp như tranh vẽ với lọc tự nhiên, tạo nên một môi trường xanh và đẹp. Thiết kế này sẽ giảm được căng thẳng, tăng sức sáng tạo và mang lại hạnh phúc, hỗ trợ cả về chữa bệnh, đảm bảo cho sức khỏe của cư dân. Thì trong giai đoạn 1 sẽ có 90.000 m2 sàn thương mại và 1.220 căn hộ cao cấp, và dự kiến thì trong 2021 sẽ bàn giao căn hộ. Để biết thêm thông tin chi tiết về Sài Gòn Sport City thì anh chị có thể liên hệ ngay cho em. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.